Xin chào các bạn nha Ở trong video ngày hôm nay Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà Tải cũng như là đăng nhập vào trong game One Punch Man World Hiện tại thì mình đã tải game này sẵn rồi Bây giờ thì mình sẽ xoáy game đi Và hướng dẫn các bạn cách để mà tải Cũng như là đăng nhập lại từ đầu nhé Mình sẽ bấm vào xoáy Bấm vào xoáy Để tải được game này Bắt buộc là các bạn sẽ phải chuyển vùng app to Có bên nước ngoài nhé Và khi mà làm theo hướng dẫn của mình Các bạn nhớ là trong lúc đang chuyển vùng thì các bạn không được thoát ra ngoài nhé. Tốt nhất các bạn nên sử dụng hai chiếc điện thoại, một chiếc điện thoại của người thân của các bạn để các bạn xem video và chiếc điện thoại của các bạn thì các bạn làm theo hướng dẫn. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ bấm vào app To cho mình. Sau đó các bạn sẽ bấm vào avatar của app To. Tiếp theo các bạn sẽ bấm vào phần địa chỉ email của app To. Rồi, khi nó ra giao diện là cài đặt tài khoản này, các bạn sẽ nhấp vào phần quốc gia gạch vùng nhé. Hiện tại vùng của mình đang là Việt Nam, mình sẽ nhấp vào quốc gia gạch vùng. Sau đó các bạn bấm vào thay đổi quốc gia hoặc vùng. Ở đây các bạn sẽ kéo xuống nhé. Chọn vào cho mình đến Singapore. Các bạn kéo xuống Singapore nó ở mãi dưới nhé. Cho nên là các bạn cứ kéo mạnh tay vào. Đây nó vẫn vần chữ S này. Set sin này. Các bạn kéo xuống một tí. Nó là nguyên vần chữ S này này. Là Singapore. Các bạn nhấp vào Singapore cho mình nhé. Nhấp vào Singapore. Rồi. Rồi. Và từ đoạn này trở đi là các bạn không được thoát ra ngoài nhé. Nếu như mà từ đoạn này trở đi mà các bạn lỡ thoát ra ngoài là các bạn sẽ phải chuyển vùng lại từ đầu nhá. Cho nên là các bạn lưu ý, ở đây các bạn sẽ bấm vào đồng ý này. Rồi, đến đoạn này các bạn cũng không được thoát ra ngoài, nếu như mà lỡ thoát ra ngoài thì cái app to nó sẽ bị lỗi và các bạn cũng sẽ phải chuyển vùng lại từ đầu nhé. Ở đây thì các bạn sẽ bấm vào phần chữ non cho mình là không sử dụng thẻ thanh toán quốc tế nhé. Trường hợp bạn nào mà không có cái chữ non giống như mình này, là do các bạn đã mua một cái gói dịch vụ gì đó của Apple thì các bạn chỉ cần hủy cái gói dịch vụ đã mua của bên Apple đi thì sẽ có chữ non giống như mình nhé Hoặc là các bạn có thể tạo một cái tài khoản ID Apple mới tinh ấy, thì nó sẽ có cái chữ non giống như, như, kiểu của mình Rồi tên họ mình tên là Lưu Huế thì mình sẽ ghi là Lưu Hoe Phần tweet dòng 1 nhé thì các bạn sẽ nhập bậy nhé Tweet này là tên đường Thì uh, hai dòng đầu các bạn có thể nhập bậy nhập gì cũng được nhé Những cái dòng thứ ba là cái mã postcode code này là cái mã bưu điện các bạn phải nhập giống mình nhé Là 178881 Rồi hoặc là các bạn có thể nhập 178882, 178883 đều được, được nhé. Nhớ là mã code phải ghi, ghi giống mình. Rồi tiếp theo cái phần số điện thoại thì số điện thoại của các bạn là gì thì các bạn ghi vào. Ở đây mình làm hướng dẫn cho nên là mình sẽ nhập 7 từ 0 đến 9 nhé. Bạn nào mà không có số điện thoại thì có thể nhập giống mình cũng được. Các bạn bấm vào tiếp theo. Được rồi, thì các bạn có thể thấy là actor của mình đã được chuyển vùng qua bên nước ngoài. Vậy mình nhận được cái gmail thông báo là mình chuyển vùng thành công. Bạn nào mà không nhận cái gò mai giống như mình là do các bạn không có bật thông báo của gò mai thôi. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn chuyển vùng thành công nhé. Thì hiện tại thì các bạn có thể thấy là app to đã có ngôn ngữ là tiếng Anh rồi. Bây giờ mình sẽ tìm game. Gõ từ khóa là One. Đây. One Pan Man World. Các bạn sẽ bấm vào. Đó. Đây các bạn tìm game của chúng ta nhé. Rồi thì đây. Cái game của chúng ta đây. Các bạn sẽ bấm vào. Và các bạn tiến hành là tả xuống nhé. được rồi thì mình uh, xin nhắc lại nhé hiện tại thì cái game này của mình nó đang tải bây giờ mình sẽ đợi cho cái game này nó tải xong rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà chuyển vùng app to về lại việt nam và sau khi mà chuyển vùng <laughs> app to về việt nam xong rồi thì mình sẽ tiến hành đăng nhập vào trong game này nhé các bạn xem video của mình các bạn nhớ là trong lúc chuyển vùng ấy thì các bạn không được thoát ra ngoài nhé và tốt nhất thì nên sử dụng hai chiếc điện thoại một chiếc điện thoại của người thân của các bạn để các bạn xem video và chiếc điện thoại của các bạn thì các bạn làm theo hướng dẫn của mình nhé và trường hợp nếu như mà không may các bạn chuyển vùng mà nó bị lỗi đấy thì các bạn chỉ cần chuyển vùng lại là sẽ được nhé rồi và hiện tại thì cái game của mình đây nó đã tải gần xong rồi cái game này mình thấy nó nặng là khoảng gần 4 g nhé cho nên là cái quá trình tải nó cũng hơi lâu rồi nó đang uh, cài đặt nó đang in link đang cài đặt được rồi thì bây giờ mình có thể bấm vào cái chữ open để mà vào game để chơi nhưng mà bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà chuyển vùng app to về lại việt nam đã và sau khi mà chuyển vùng app về Việt Nam thì mình sẽ tiến hành đăng nhập vào trong game này nhé. Rồi, để mà chuyển được vùng app về Việt Nam, các bạn bấm vào app cho mình. Sau đó các bạn bấm vào avatar của app tour. Sau đó các bạn bấm vào địa chỉ email của app tour. Rồi, khi nó ra giao diện này, các bạn sẽ bấm vào phần con trai gạch region. Nó đang ở Singapore nhé các bạn. Nhấp vào con trai gạch region. Sau đó các bạn bấm vào Change Country or Region Các bạn bấm vào Hoặc là chữ thay đổi quốc gia hoặc vùng nhé Sau đó các bạn kéo cái kim xuống phía bên dưới Việt Nam nó ở dưới cùng nhé Từ dưới đến lên là dòng thứ 4 này Nhấp vào Việt Nam cho mình Rồi, ở đoạn này thì các bạn sẽ bấm Agree nhé Và các bạn nhớ là từ đoạn này trở đi Là các bạn không được thoát ra ngoài Nếu như mà thoát ra ngoài là to nó sẽ bị lỗi và các bạn sẽ phải chuyển vùng lại từ đầu nhé Các bạn bấm vào Agree Tiếp theo các bạn sẽ bấm chữ không là không sử dụng thẻ thanh toán quốc tế. Tên họ thì các bạn có thể là đổ lại có dấu được rồi nhé. Đường ở đây các bạn có thể là nhập bậy cũng được rồi nhé. Đường với lại tòa nhà căn hộ thì các bạn nhập bậy các bạn thích ghi cái gì cũng được. Thành phố thì các bạn ghi nơi các bạn ở viết tắt vào. Mình ở Hồ Chí Minh thì mình sẽ ghi là HCM. Các mã zip của Việt Nam thì nó rất là nó rất là dễ nhé. Các bạn có thể lên trên Google tra hoặc là các bạn có thể nhập bậy 6 chữ số nhé. Ở đây thì mình thường mình hay nhập bậy tại vì mã zip của Việt Nam thì hơi dễ nhé mình nhập là 225567 ở đây thì các bạn có thể nhập bừa 6 chữ số đều được nhé số điện thoại thì các bạn sẽ nhập số điện thoại của các bạn vào ở đây mình làm hướng dẫn cho nên là mình sẽ nhập 7 từ 0 đến 9 nhé còn số điện thoại của các bạn là gì thì các bạn nhập vào sau đó các bạn bấm vào next được rồi thì các bạn có thể thấy app to của mình đã được hiện ra tiếng việt này mình cũng nhận được một gmail thông báo là mình chuyển vùng thành công tuy nhiên rằng bạn nào mà không nhận được cái gmail thông báo này là do các bạn không bật thông báo của gomai thôi, tuy nhiên thì chúng ta vẫn chuyển phủ thành công Rồi, mình sẽ thoát ra nhé, cái game của mình vừa mới tả, ở đây mình sẽ bấm vào Rồi, nếu như mà à, ở đây, ấy, game này của mình ấy, thì mình đăng nhập vào ấy, thì không cần phải bật VPN Nếu như mà bạn nào ấy, mà không, đây Muốn gửi thông báo mình sẽ bấm vào cho phép và từ chối cũng được, mình bấm cho phép Nếu như mà bạn nào mà không đăng nhập được vào trong game này Mình phát tiếng cho nó ồn nhé Rồi, mình bấm vào con pin Bấm vào skip để mà bỏ qua quảng cáo Rồi thì bây giờ cái quá trình của mình sẽ phải đợi cho nó tải dữ liệu nhé Bấm yêu cầu ứng dụng không theo dõi này Bạn nào muốn xem quảng cáo thì các bạn bấm vào bên trên này để xem quảng cáo Nếu như mà bạn nào mà không đăng nhập được vào trong game này nhé Thì các bạn có thể là bật VPN Các bạn có thể là bật VPN sang bên nước ngoài Và các bạn đăng nhập vào trong game này thì sẽ được Còn như mình đăng nhập đấy thì mình không cần phải bật VPN Mình vẫn đăng nhập được vào trong game một cách bình thường nhé rồi thì bây giờ hiện tại nó đang tải được 7% này thì cái quá trình đợi cái game này nó tải cũng khá là lâu nhé, mất chừng khoảng 10 năm 10 phút thì nó mới tải xong dữ liệu ấy được rồi và hiện tại thì cái của mình đã tải xong dữ liệu thì ở đây nó sẽ có nhiều hình thức đăng nhập nhé như là facebook hay là google hay bằng tài khoản gì trò chơi đấy hoặc là bằng apple ở đây có phần more này thêm xem. thêm hình thức đăng nhập này đó nó có thể đăng nhập bằng gmail luôn thì ở đây mình sẽ bấm vào facebook để đăng nhập nhé mình bấm vào tiếp tục mình bấm vào mở facebook lên để đăng nhập rồi bấm vào tiếp tục với tư cách huy để mà chơi cái tựa game này Rồi mình bấm vào start game nhé. Nó đang uh, đăng nhập vào. Được rồi, mình sẽ bấm vào đây nó vào này. Mình sẽ bấm vào skip để mà bỏ qua nhé. Các bạn thích xem thì xem nhưng mà mình sẽ bấm vào skip để mà bỏ qua các à, bấm vào skip này để bỏ qua quảng cáo này. Đó. Rồi, cái này thì mình sẽ tiến hành uh, chơi qua nhé. Khi mà các bạn chơi xong uh, đánh tập này rồi thì các bạn có thể là đánh chính nhé. Cái này mới chỉ là đánh tập thôi, đánh cái máy. Thôi rồi, và chủ yếu ở trong video này mình hướng dẫn các bạn cách để mà tải cũng như là đăng nhập vào trong game này. Các bạn thích video này, các bạn nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận xuống phía dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình nhé. Ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh mở Mobile. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.